những cái loa dân chủ vừa đưa tin về việc hội dân chủ đến viếng mộ Ngô Đình Diệm, một số bài viết còn đăng hình ảnh mấy vị linh mục, hội dân chủ và số người tươi cười bên mộ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Du khiến dư luận nhân dân bức xúc. Nhiều ý kiến băn khoăn vì không hiểu sao hội dân chủ là núp bóng bộ xương đã mục 54 năm nay, không lẽ hết sống nhờ xác chết, giờ họ, những người dân chủ, là nhờ cậy xương mục của anh em họ Ngô hay sao? Tôi thì không thấy lạ lẫm hay mảy may ngạc nhiên vì điều này, bởi lẽ bán nước hại dân là bản chất chung của anh em họ Ngô và hội dân chủ. Người xưa đã nói rồi, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Căn cứ vào sách sử, Ngô Đình Diệm đã phạm tội ác chống lại tổ quốc, chống lại dân tộc Việt Nam bằng những hành động cõng rắn cắn gà nhà và bạo ngược đối với nhân dân khi làm quan trong chính quyền bảo hộ Pháp Vatican trong những năm 1922-1933, và khi được Hoa Kỳ và Vatican cho nắm giữ các chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam trong thời gian 54-63 ở miền Nam. Dưới đây là một số bằng chứng về những hành động tội ác của ông ta. Một, khi được bổ nhiệm làm chi phủ ở miền Trung, ông Diệm đã có những hành động tàn ngược và dã man hết sức kinh tởm. Sự kiện này được cụ An Khê Nguyễn Bỉnh Thinh ghi lại như sau. Khi ông làm chi phủ, Hòa Đa đã nổi tiếng là tay sai đắc lực của Pháp, lùng bắt và tra tấn các nhà cách mạng rất dã man bằng cách xông lửa nến, đèn cày dưới ghế ngồi. Ông cho chói chặt người bị lấy khẩu cung vào ghế ngồi, mặt ghế có khoét lỗ ở ngay hậu môn chỗ ngồi, bên dưới đốt ngọn đèn cày cho lửa xông lên, dần gụt gan, tim phổi người nọ, nạn nhân bị sấy lửa, khô dần đi không chịu nổi, dù có khai để chấm dứt cực hình nhưng hậu quả về sau không lường được. Lối tra tấn dã man này ngay với các bốt giam của Pháp như bốt Katina cũng chưa dám dùng. 2. Trong thời gian nắm giữ chức vụ thủ tướng và tổng thống ở miền Nam Việt Nam từ ngày 7 tháng 7 năm 1954 cho đến 1 giờ trưa ngày 1 tháng 11 năm 63, Diệm đã cho thi hành kế hoạch Kitô hóa miền Nam bằng bạo lực khiến cho hơn 300.000 người bị sát hại, cùng với hơn nửa triệu người bị bắt giam và tra tấn một cách hết sức dã man. Vấn đề này đã được người viết trình bày đầy đủ trong nơi các trang 123-133 trong cuốn Nói chuyện với Tổ chức Việt Nam Cộng hòa Phôđatân Đa Nguyên, và sẽ được nói rõ trong mấy chương sách nằm trong mục 20 ở sau. 3. Ngày 30 tháng 11 năm 61, Diệm đã hí hửng và hồ hởi đồng lõa với quân đội Mỹ trong việc sử dụng chất độc da cam giải xuống đồng ruộng và rừng cây trong lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Sự kiện này được sách sử ghi lại như sau. Ngày 30 tháng 11 năm 1961, Tổng thống John Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đình Diệm, lúc đó là Tổng thống Nam Việt Nam, ủng hộ nhiệt liệt. Diệm cho rằng ông ta biết Cộng sản ở đâu và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mỹ mãn. Vì thế mà chiến dịch khai quang này được quân đội Mỹ cho tiến hành trên đất nước Việt Nam, và hậu quả ghê gớm của chiến dịch này được sách sử ghi nhận như sau. Quân đội Mỹ rải 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi trường của 2.630.000 mẫu Tây và gần 5 triệu người sống trong 35.585 thôn ấp. Việc làm dã man này không biết đã sát hại bao nhiêu trăm ngàn hay hàng triệu nạn nhân, và hậu quả của việc làm này cho đến ngày nay vẫn còn gây hại cho đất đai, cây cối, mù a màng, sinh vật và nhân dân ta trong vùng bị ảnh hưởng. Hiện nay chính phủ Việt Nam đã và đang kiện đòi chính phủ Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về hậu quả ghê gớm của việc làm tàn ngược và dã man này, nhưng lại bị những người đồng đạo của ông Diệm chống đối cực lực. Sự kiện này càng chứng minh cho chúng ta thấy rằng một khi đã trở thành tín đồ đa tô thì họ trở thành những phường vong bản, phản dân tộc, mất hết nhân tính và trở thành hạng người cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh. Còn những người dân chủ thì sao? Dân chủ không nề hà bất cứ việc gì, thủ đoạn nào để kiếm tiền mưu lợi bản thân, không trực tiếp ra tay, nhưng dân chủ gây chia rẽ, xúi bẩy những người dân lành, đẩy họ đến chỗ kích động, gây rối trật tự an toàn xã hội, khiến cho họ đối mặt với những hình thức xử lý khác nhau của pháp luật. Dân chủ lượn quanh những xác chết như đám kền kền kiếm ăn trên xác chết, đến cả thay tự sát của tên giết người cũng được đám dân chủ lôi ra rỉa thịt. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất kể là ai, cứ có đồng hay có bức xúc gì trong cuộc sống là dân chủ lại xuất hiện, kê kích suối bẫy, thậm chí dọa nạt để người dân bùng lên những cơn giận không kiềm chế. Đó chính là lý do bỗng dưng những người dân chủ lại nhớ đến cái nghĩa với Ngô Đình Diệm.
chẳng ai ngăn cấm việc thăm viếng mộ của người chết, nên việc người dân chủ viếng hay tế lễ ở Ngô Đình Diệm là bình thường dưới góc độ luật pháp. Kèn kèn nghĩa xác chết, ma quỷ sống nơi nghĩa trang là chuyện bình thường.